Bây giờ chúng ta trình bày loại 2 của bài này. Đấy là chúng ta trình bày các bài toán dẫn đến việc xác định số k. Như vậy, những cái bài toán này nó không phải mở màn thì đầu bài không phải là giải phương trình lượng giác trên một miền cụ thể, mà đây là ban đầu nó là một bài toán nào đó, nhưng mà thực chất đấy là những bài toán mà chúng ta phải đi tìm số k, bắt buộc phải tìm số k cụ thể. Ta hãy xét các ví dụ sau đây. Thí dụ 1, bài toán chỉ đòi hỏi rất cơ bản giải phương trình tan của pi sin bằng cotan của pi cos. Như vậy đây là một phương trình lượng giác bình thường, giải phương trình. Bây giờ tất nhiên chúng ta làm điều kiện tan thì pi sin x phải khác pi trên 2 cộng k pi. Cotan có nghĩa tức là pi cos x phải khác cái này khác không, tức là khác k pi. Vậy điều kiện phải tìm tức là sin x phải khác 1/2 cộng k, và cos x phải khác dạng tức là khác k k nguyên, tức là sin và cos phải khác nguyên. Nhưng mà các bạn nhớ cho của tôi, ở đây sin x mà khác 1/2 cộng k chẳng qua tức là các bạn nhận thấy k bằng 0 tức là sin x phải khác 1/2. Tất nhiên 1 thì khác rồi, khác 3/2 vì sin nằm trong khoảng cộng trừ 1. K bằng trừ 1 thì sin x phải khác cộng trừ 1/2. Còn dưới này thì rõ ràng cos x k ở đây thì các bạn thấy ngay là k phải khác 0 khác cộng trừ 1. Còn tất nhiên từ 2 hoặc trừ 2 thì khác rồi. Hóa ra điều kiện chỉ còn là sin x phải khác cộng trừ 1/2. Và như bạn các bạn biết cos x phải khác 0 cộng trừ 1. Sau đó chúng ta giải bình thường. Ta biết rằng phương trình này chúng ta sẽ quy về thành hai cái này mà bằng nhau, thì cái này viết thành tan của pi trên 2. Vậy nó tương đương với, các bạn có thể thấy là tan của pi sin x bằng tan của pi trên 2 trừ pi cos x. Và nó thành dạng phương trình cơ bản như các bạn biết, thành pi sin x bằng pi trên 2 trừ pi cos x cộng k pi. K thuộc z, và sau khi đơn giản thì các bạn có đưa về phương trình sin x cộng cos x bằng 1/2 cộng k, k đây là thuộc z. Như vậy từ phương trình lượng giác đã cho chúng ta chuyển về một họ phương trình lượng giác, tức là với mỗi một k thì chúng ta phải giải một phương trình lượng giác. Chả nhẽ đây là vô hạn k? Không, ta có nhận xét như sau. Ta biết rằng sin x cộng cos x bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng căn 2, lớn hơn hoặc bằng trừ căn 2. Do lý do các bạn có thể dùng công thức, hoặc là tôi nhắc lại một bất đẳng thức tổng quát, a sin x cộng b cos x thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng căn của a bình cộng b bình, lớn hơn trừ căn. Các bạn đi thi hoàn toàn được sử dụng công thức này. Đây là suy ra từ bất đẳng thức Bunyakovsky. Vì vậy nói riêng a và b bằng 1 thì ta có cái này, các bạn nói lại. Vì vậy vế trái đã như thế này thì chúng ta phải có 1/2 cộng k nhỏ hơn hoặc bằng căn 2, lớn hơn hoặc bằng trừ căn 2, tức là k nhỏ hơn căn 2 trừ 1/2 và lớn hơn hoặc bằng trừ căn 2 trừ 1/2. Và các bạn sẽ thấy số này k của chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng, cái này là 1.4, xấp xỉ 0.9 mấy. Cái này là trừ 1.4 trừ 1.2, tức là trừ 1.9 mấy. Mà do k nguyên cho nên các bạn suy ra k chỉ có thể là hai giá trị, hoặc là k bằng 0 hoặc
k bằng âm 1. Đấy, bài toán tìm số k xuất hiện ở đây. Như vậy, đang từ một rất nhiều phương trình, chúng ta chỉ còn về hai phương trình. Phương trình thứ nhất, đấy là ta phải giải phương trình sin x cộng cos x bằng 1/2 ứng với k bằng 0. Và trường hợp thứ hai là chúng ta phải giải phương trình sin x cộng cos x bằng âm 1/2. Và đến đây là ta quy cái phương trình kia về việc giải hai phương trình này. Và bài toán tìm k không phải ở đây, mà nó lại là ẩn ở chỗ giữa chỗ này. Còn đến đây thì nó là phương trình lượng giác bình thường. Ví dụ tôi chỉ giải một cái phương trình thứ nhất sin x cộng cos x bằng 1/2 thì nó tương đương với lại căn 2 cos của x trừ pi trên 4 bằng 1/2, hay là tương đương với cos x trừ pi trên 4 bằng 1/2 căn 2. Các bạn sẽ đặt cái này chẳng hạn là cos alpha. Vậy nghiệm của chúng ta phải tìm là x trừ pi trên 4 bằng cộng trừ alpha. Và trong đáp số này vẫn có k nguyên. Vậy đáp số của bài thì nó sẽ là x bằng pi trên 4 cộng trừ alpha cộng k2pi, k thuộc z. Trong đó tất nhiên alpha là góc như thế này. Đáp số của cả bài vẫn có k, nhưng trong quá trình giải chúng ta đã một lần xác định số k ở khúc giữa này. Như vậy cái loại toán này là cũng dẫn đến việc tìm số k, nhưng nó không nằm ở đầu bài cụ thể mà nó lại là ở giặt này. Thế đấy là cái loại thứ hai. Và loại thứ nhất thì dễ hiểu hơn, dễ thấy hơn. Đấy là ngay từ đầu bài giải phương trình lượng giác trên một miền cụ thể. Còn đây là nó ẩn ở những chỗ giữa. Tôi sẽ nói thêm một thí dụ nữa.